về dân quê và phía lửa là những vị khách đặc biệt của chương trình Mưa Dầu. Tiếp tục hành niên mới cho đội quân Mạc Tiểu Việt để tạo ra lễ ra mắt gia đình. Xin mời tất cả dân người phía lửa là những vị khách thân quen với chú rể chúng ta cùng một lễ rồi chú rể Mưa Dầu đứng vào lòng lễ ra mắt gia đình. Các chú công chúa trước này mọi không bạn di chuyển xuống biển lấy một chút tiền tránh va chạm với đàn ngoài trong phía sau nhé. Tất cả các chú công để xuống biển chúng ta lưu ý không để cho không để sẽ bắt chạm vào hoàn toàn. Sát nhau tí á. Ôi trời ơi, mấy giờ rồi còn xa nữa. Rồi rồi. Em vái ba vái xong rồi đưa cho anh. Hào ơi, gần cô dâu xem qua phòng cưới gái của mình ra ngoài. Quay không được cái màn hình về á. Con à, màn hình về á. Người cái thứ thế. Ở đây này vô phòng đấy không? Cháu gì? Con này có đồ gì? Hào ơi. Đây này em ở đây này chỉ lơ đồ nó gọi là con này. Em những người máy quay video vào lưu những cái hình ảnh đó không được chết cho mày vào lấy một vài hình ảnh ở trong phòng đó rồi. Ok vào hồi sáng chung chết mà dâm mô dâm mươi chi gì thôi đóng người cái đó ông chồng cũng cái đã rồi hào người để lấy cái hình ảnh nó không cuối đầu tiên. Chết, Tết chết đến nơi rồi mà cứ quét cả đường nữa chết rồi, tình cảm cố cao vào nhau cái mất đi rồi, ok, xong chưa? Rồi mời hai vợ chồng đi sang ngoài hôn rồi, anh lên đấy, đẹp lên đây phá rồi ơi, khóa cửa lại luôn chốt lại được thôi, không cần nói rồi, chốt lại được rồi chốt lại thôi, đừng khóa nữa. Đây, công đấy, quay đấy, quay. vốn tâm hình của quê ta nhân dịp cuối năm cũ và chuẩn bị đón xuân năm mới. Anh em nhạc công, những người làm chương trình xin hân hoan được chờ tất cả quý cô dì chú bác. Anh em đầy gọi bạn hữu sẽ gần, bà con đời xóm đã về đây chia sẻ một đùi với ngày trang trải của hai em Gia Hào và Xuân Nga. Thưa quý vị cô dì chú bác, anh chị và các bạn thân mến, như vậy là chỉ còn khoảng một thời gian rất ngắn nữa thôi là chúng ta sẽ khép lại mùa đông năm cũ 2017 và đón một mùa xuân năm mới Mậu Tuất 2018 đầy hứa hẹn. Tình yêu tiền tài sẽ đến với tất cả mọi người của chúng ta. Hôm nay thời gian đã dừng lại đúng vào ngày 11 tháng 2 năm 2018, tức là nhằm vào ngày 26 tháng 12 năm Bình Dầu. Một ngày trời với những cơn mưa. Mưa là do ảnh hưởng của gió mùa chuyển sang. Đài báo khí lạnh từ miền Bắc đang di chuyển xuống phía Nam và ảnh hưởng trực tiếp đến Nghệ An, Thái Bình. Mưa từ Thanh Hóa, mưa vào đến tận thành phố Vinh, mưa để cho Hào tròn tình với Xuân Nga. Thưa quý vị, hôm nay những hạt mưa phảng phất đó là những hạt mưa thương nhớ, hạt mưa để chờ, mưa mơ mộng, mưa cho trai gái nên chồng nên vợ, mưa để bề bàn gặp gỡ trong buổi lễ thành hôn của Gia Hào và Xuân Nga. Vì tình yêu hạnh phúc trong năm của cô dâu chú rể, vì hạnh phúc của hai em, toàn thể quý vị chúng ta cũng đã nhiệt tình với đây, chung vui niềm hạnh phúc với chú rể cô dâu một cách lòng trọng và nồng nhiệt nhất. Xin được đáp bài tấm chương trình đó thì trước hết lâm tới xin vào phép được đại diện cho anh em nhà công, xin được đưa lời cho đôi bên gia đình thay lời chú rể cô dâu chân thành cảm ơn quý vị và chúc quý vị chúng ta lời chúc sức khỏe, chúc hôn của chúng ta luôn mạnh khỏe và chú rể cô dâu trăm năm hạnh phúc cho đời thầy châu. Thưa quý vị, vẫn như thường lệ hôm nay về chúc phúc cho hai em Gia Hào và Xuân Nga, đầu tiên xin ra mắt đến quý vị sự hiện diện của những vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà bà Ngô Thị Thể là thân sinh của chú rể Gia Hào quê mình Tuân Thỉnh, và bên phía gia đình hai nhà gái trân trọng giới thiệu những vị đại biểu đại diện cho gia đình ông Ngô Xuân Ổn và bà Tăng Thị Khánh Trinh, song thân phụ mẫu của cô dâu Xuân Nga đến từ quê hương làng 62 Tân Phong. Đặc biệt một điều đặc biệt nữa đó là chương trình hôm nay ngày cưới của Gia Hào và Xuân Nga, dẫu biết rằng ngày hôm nay rất tốt và ngày đẹp cho nên nhiều đám cưới, nhiều đôi những bay về tổ ấm, nhưng tình cảm của mọi người đã dành cho Gia Hào và Xuân Nga được xem là số 1, cho nên quý vị chúng ta cũng về đây chúc phúc cho đội nương rất là đông. Toàn thể quý vị chúng ta không quên dành một tràng vỗ tay cả đón toàn thể hội trường. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta từ bên dưới hãy hướng về đài hoa hạnh phúc để chứng kiến sự hiện diện của hai mái tóc xanh, hai tà áo trắng, hai con tim cùng chung bờ bến bồng. Đó là chú rể Gia Hào, cô dâu Xuân Nga. Đội yên hương sẽ cùng đứng lên trước ngai vàng hạnh phúc, ra mắt chào thân đâm gia đình hai họ. Lễ thành hôn của chú rể cô dâu xin tuyên bố được bắt đầu. Và chào vào đây thân lớn và thân yêu. Tất cả các đồng chí hình nhất nào trong phim đang hướng về đài hoa phúc, hướng về chú rể cô dâu của chúng ta trong ngày trọng đại này, và đây là một trong những khoảnh khắc không thể nào quên sau đoàn. Quý vị chúng ta cùng chứng kiến tới một đêm đẹp trong ngày trọng đại của chú rể cô dâu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Mời hai em Gia Hào và Xuân Nga trở lại vị trí để chúng tôi tiếp tục chương trình hôm nay. Thưa quý vị, cô dì chú bác anh chị và các bạn thân mến, hôm nay về chúc phúc cho chàng rể cô dâu có rất nhiều danh ca tài tử là những người con quê mình diễn nguyên, những chàng trai và các cô gái rất xinh đẹp và hiền ngoan về đây để cùng sẵn sàng những bản tình ca chúc phúc cho Xuân Nga và Gia Hào trong ngày lễ thành hôn. Những ưu tiên giọng hát ban đầu đó là những ai có một trong những đợt nhạc sôi động và rực lửa chào đón các vũ công trở về với chương trình.